Tập 21. Anh thấy cái này rất đẹp. Em thử xem. Lại không phải là mua cho em. Thử thì cái gì sợ? Anh mong có một ngày có thể danh chính ngôn thuận đeo chiếc nhẫn này vào tay em. Sao vậy? Nghĩ gì thế? Em chọn đi, anh qua bên kia xem thử. Tiểu thư, cô xem mẫu này đi, vừa về đấy. A Bảo, chúng ta đi đi. Đi, không chọn nữa sao? Em đột nhiên sẽ không được khỏe. Đi thôi, đi bên đây. Sao vậy? Đi nhanh. Tiểu thư, nhẫn của tôi. Đuổi theo. Mau đuổi theo đi. Đuổi theo. Mau. Em có sao chứ? Còn đi đâu được nữa? Anh mau đi đi, mặc kệ em. Bây giờ em hối hận rồi sao? Anh nói cái gì? Hối hận gì không nên? Lừa anh đến lão phụ từ mua nhẫn. Em không hiểu anh đang nói gì. Mau đi đi. Vậy được, anh sẽ nói rõ ràng hơn. Trúc Quốc Trinh, em nghe đây. Nếu hôm nay anh còn sống, sau này anh nhất định sẽ lấy em. Nếu hôm nay anh chết rồi, thì cũng xem như cho cha em một câu trả lời. Đại ca, bên đây cũng không có. Đuổi theo. Em nghe đây. Anh yêu em. Anh thật lòng yêu em. Anh không nhẫn tâm lừa người anh thật lòng yêu. Đợi ở đây. Lát nữa tự mình về nhà. Người họ nhắm vào không phải là em. Em sẽ không có bất cứ chuyện gì. Nhớ kỹ, anh yêu em. Bên đây. Trúc Quốc Trinh, em nghe đây. Nếu hôm nay anh còn sống, sau này anh nhất định sẽ lấy em. Nếu hôm nay anh chết rồi, thì cũng xem như cho cha em một câu trả lời. Anh yêu em. Anh thật lòng yêu em. Đi theo tôi. Các người tắm à? Hút đi. Đừng 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 đừng. Cấm đi. Thành thật một chút. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Lại đây. Đi hết đi. Các người làm gì vậy? Cậu ra ngoài cả đi. Mở lên. Ra ngoài. Mau. Lại đây. Mở lên. Mở lên. Lại đi.
Tiểu thư, làm sao vậy? Tiểu thư, từ từ thôi. Tiểu thư, làm sao vậy? Tiểu thư, uống chút nước đi. Tránh ra. Tư Bính, alo. Alo, nói đi chứ. Alo, đồ thần kinh. Chắc chắn là con hồ ly tinh kia. À anh, mau lên, đang làm gì vậy? Tôi biết rồi. Đào, mau lên. Đến lượt cô rồi đó. Mau lên, vội chết đi được. Đánh bài đi. Mau đánh đi. Nghĩ gì vậy chứ? Ồ rồi, đọc màu xanh, một con rồng. Sao cô có thể đánh con này được? Cô cũng không trình xem với kiểu đánh này của cô thì tiền trong ví của tôi đều thu sạch cả rồi. Trả tiền, tôi không chơi nữa. Sao tự nhiên nổi giận vậy? Đâu phải thu mất nhà mất đất, đâu phải là không trả được. Hai người không biết phải không? Dạo này A Anh đang gặp chuyện buồn bực, trong lòng đang cuộn sóng đấy. Có chuyện gì vậy? Tôi nói hai người nghe, dạo này ông chủ Đổng nhà họ bị hồ ly tinh làm cho thần hồn điên đảo, vậy mà còn công khai trước mặt A Anh. Vậy thì cũng không thể nổi giận với chúng ta được. Trách thì trách cô ấy quản không chặt, để hồ ly tinh thừa cơ lẻn vào. Không chơi nữa, chúng ta cũng đi đi. Chị em rảnh rỗi cũng phải khuyên A Anh, với tính cách cô ấy thì làm sao có thể giữ được đàn ông. Khuyên rồi, tôi nói hết lời nhưng cũng vô ích. Cô tưởng A Anh bây giờ còn là A Anh lúc đầu làm vũ trường dưới tay tôi sao? Đi thôi. Tiểu thư và cô đâu? Tiểu thư đi rồi. Đi rồi. Đi đâu? Tôi cũng không biết là có chuyện gì. Ban nãy lúc tiểu thư quay về, cứ như người mất hồn, giống như đã gặp phải đại nạn gì. Sau đó cô ấy liền thu dọn hành lý vội vàng bỏ đi. Tôi biết rồi. Đổng tiên sinh, trễ thế này rồi không ngủ, ở đây giả thần giả quỷ làm gì? Trễ thế này rồi sao? Anh còn chưa ngủ. Anh đã đi đâu? Em đến Phú Sinh cũng không tìm được anh. Là đi gặp con hồ ly kia phải không? À anh, hôm nay chúng ta không cãi nhau được không? Chúng ta đừng ầm ĩ nữa. Ai muốn cãi nhau? Ai muốn ầm ĩ với anh? Nhìn xem, xem hai người chơi đùa với nhau, làm anh mệt chưa kìa. Có phải rất kích thích không? A Bảo, anh đừng đi. A Anh, em làm anh chán chết đến vậy sao? Anh ghét em đến vậy à? A Anh, A Bảo, người phụ nữ đó được lòng anh đến vậy sao? A Bảo, luận thân hình tướng mạo em có điểm nào thua kém cô ta? Không phải cô ta nói mấy câu tiếng nước ngoài sao? Em nói với anh nghe, em cũng biết. Em đã đi hỏi Li Chiêu rồi. Anh nghe này, I'm wrong, I'm sorry. Em nói cái gì vậy? Anh hiểu phải không?
Anh hiểu em phải không? Ý em là em sai rồi. Em xin lỗi. A Bảo à, em vẫn còn biết nữa. Anh nghe tiếp này. I love you. Cái gì? Thế nào, ngoại ngữ của em cũng không tệ chứ. Em nói cái gì? Em nói I love you. Em nghe Li Chiêu nói love có nghĩa là yêu. A Bảo, em rất yêu, rất love you. Anh không love em sao? Anh biết. Bây giờ em làm thế này rất vất vả. Nhưng chuyện này không trách em, đều là lỗi của anh, là anh đã sai. Lúc đầu anh không nên vì trả ơn mà lấy em. Nếu hai người sống bên nhau, chỉ vì trả ơn là không đủ. Hai người phải có tình cảm. Đến hôm nay cuối cùng anh cũng hiểu. Anh thật sự rất thích Nancy. Anh thật sự muốn ở bên cô ấy. Thế nhưng anh là đồ khốn. Anh tưởng dương quần anh tôi là quần áo. Muốn mặc thì mặc, muốn cởi thì cởi. Tôi nói cho anh biết, nếu anh còn qua lại với người phụ nữ kia thì tôi thắt cổ cho anh xem. Tôi muốn tất cả người Thượng Hải đều thấy Động Phúc Bảo anh là người như thế nào. A Bảo, anh đừng đi. À anh, 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 A Bảo. A Bảo. Cục tòa, sao vậy? Có tin tức của A Trinh không? Tôi vừa đến chỗ của Trúc tiểu thư nhưng cửa đã khóa. Cục tòa, không phải Động Phúc Bảo đã biết thân phận thật sự của Trúc tiểu thư nên đã? Không thể nào. A từ tận mắt trông thấy Động Phúc Bảo đưa Trúc tiểu thư đi. Có phải Trúc tiểu thư đã xảy ra chuyện gì không? Đại ca, sư huynh, sao vậy? Sao lại mệt mỏi thế này? Bệnh à? Không, chỉ thấy hơi mệt. Hay là tìm đại phu xem cho cậu? Không cần, tôi không sao. Sao vậy? Có chuyện gì? Đến lúc hai huynh đệ ta phân ưu với sư phụ rồi. Làm thế nào để phân ưu? Sư phụ đã gặp phải chuyện gì? Đừng nhắc đến nữa. Hôm qua sư phụ đi thăm bạn cũ, kết quả bị cảnh sát ngăn lại, giữ xe hỏi cả nửa ngày, làm người vô cùng khó chịu. Không phải chứ, cảnh sát nào lại dám ngăn sư phụ? Đám cảnh sát ở khu người qua tất nhiên không dám làm bừa. Để một cảnh sát Anh ngôn ngữ không thông giữ lại, mất cả nửa ngày mới được cho đi. Vậy anh nói chuyện này phải làm thế nào? Tôi nói cậu nghe. Đăng Giai, về rồi à? Hôm nay ông chủ Động đã gọi cho anh mấy lần rồi. Có chuyện gấp tìm anh. Ai? Đồ thợ Mai, hắn tìm anh làm gì? Nói là hẹn anh đến quán trà Thiên Hương ngồi, lập tức. Tự dưng tìm đến, chắc chắn là có chuyện nhớ anh. Đăng Giai, anh phải nhớ, dù hắn nhờ anh giúp chuyện gì, anh nhất định phải đồng ý giúp hắn. Bây giờ hắn không còn như trước. Bây giờ hắn là tâm phúc của người Pháp. Chúng ta thật sự không đắc tội được đâu. Được rồi, anh biết rồi. Phim được thuyết minh bởi Aramad Wasi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.
bảo các anh em canh gác ở đây, không cho ai lại gần xe, rõ? Tôi đến gặp bạn cũ, không cần phải ầm ĩ gì đâu, cứ ở cửa đợi tôi. Vậy làm sao được? Cậu là đại ca của bang ta, không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa sư phụ đã nói rồi, nhất định phải đề cao cảnh giác. Tôi ở ngay bên trên, cứ đợi tôi ở cửa. Cảnh sát trưởng đến rồi. Được thứ sáu, chúng ta luôn là bạn học. A Bảo, từ lúc cậu làm quan cho người Pháp, khí thế đều khác hẳn. Đi đâu cũng có người đi theo. Tôi nói với họ rồi, không cần phải cả ngày đi theo. Tôi thấy không quen. Giờ này thế nào? Tốt lắm. Nào nào uống trà. Lần này cậu hẹn tôi tới, chắc là có chuyện phải không? Cứ nói đi, tôi nhất định sẽ cố hết sức. Chúng ta đều là bạn học cũ, tôi không vòng vo nữa, trực tiếp nói luôn, được. Biển số xe 002 kia của cậu có thể chuyển nhượng cho tôi không? Cậu cần biển số xe để làm gì? Tôi chắc chắn cần dùng đến, nhưng cụ thể để làm gì thì tôi không tiện nói với cậu. Cậu ra giá đi. Tôi mở ngân hàng, tiền với tôi là chuyện nhỏ. Tuyệt đối đừng nói vậy. Tiền đối với ai cũng không phải là chuyện nhỏ. 50.000 đại dương thế nào? Huynh đệ, đừng nói là 50.000. Cho dù cậu mang hết tiền của Phú Sinh ra đây, nói một câu có lẽ cậu không thích nghe, có lẽ đều không công bằng một con số lẻ của Kim Đại Lục chúng tôi. Cậu biết đó, biển số xe này là bảo vật vô giá, cha tôi để lại cho tôi. Tôi còn phải truyền cho đời sau. Thế nên chuyện này mong cậu thông cảm. Tôi hiểu, tôi hiểu. Thế này đi, Đăng trai, tôi cho cậu thời gian suy nghĩ. Đặng Phúc bảo tôi rất muốn có biển số xe kia. Khi nào cậu muốn chuyển nhượng thì cứ báo cho tôi. Dù giá cao thế nào, tôi cũng chấp nhận. Không chỉ là tiền, sau này dù có chuyện gì, chỉ cần cậu đến Đặng Phúc bảo tôi, thì tôi nhất định sẽ cố hết sức giúp cậu. Cậu đã nói thế, nếu tôi không đồng ý thì chẳng phải là không đủ nghĩa khí sao? Nói vậy cậu đồng ý rồi sao? Được, nhưng việc làm ăn của Kim Đại Lục chúng tôi sau này ông chủ động phải chiếu cố đấy. Đăng trai, hôm nay tôi nói luôn, sau này tất cả tiền của Phú Sinh đều sẽ gửi ở chỗ cậu. Được, cứ quyết định vậy đi. Quyết định vậy đi. Quyết định tốt, cậu giúp tôi giúp cậu. Đi, lấy biển số xe. Đi. A Bảo, đây cũng là nể mặt bạn cũ. Nếu đổi người khác thì 1 triệu cũng vô dụng. Tình nghĩa của cậu tôi xin ghi nhận. Tôi đi lấy dụng cụ, bây giờ tháo biển số xe xuống cho cậu. Hơn cao, qua giúp một tay. Tôi nói anh viết. Viết cái gì? Đừng có nói nhiều. Bảo anh viết cái gì thì cứ ngoan ngoãn viết cái đó. Mau đã. Sao vậy? Đổi ý rồi sao? Không không không. Là thế này. Cậu xem biển số này đã theo cha tôi nhiều năm rồi. Cha tôi xem nó như bảo bối. Bây giờ truyền đến tay tôi nói chuyển nhượng là chuyển nhượng. Chuyện này có phải là hơi... Vậy cậu có ý gì? Thì yên tâm đi, tôi giữ thêm 1 ngày nữa được không? Tôi phải về thưa chuyện với cha tôi, cũng để tỏ lòng kính trọng với Châu Minh người ở trên trời. Được rồi, cậu yên tâm. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ đưa biển số xe này đến chỗ của cậu được không? Tôi hiểu. Cứ vậy đi, sáng mai đợi điện thoại của cậu. Đi nhé. Đăng trai,
Ông chủ động tìm anh có việc gì? Có phải là muốn vay tiền từ Kim Đại Lục không? Hắn nhắm vào biển số xe kia của anh. Đừng nói là 50.000 đại dương, cho dù hắn trả 500.000 thì anh cũng không bán. Không bán thì thôi, giận thế làm gì? Đồ thợ bay, cho dù đập đốt biển số xe kia, anh cũng không bán cho hắn. Hắn gây phiền phức cho anh à? Tên khốn này lại dám ngồi lên đầu anh. Em nói hắn là cái thá gì? Nhớ lúc đầu hắn lưu lạc đầu đường, xích phải ăn xin. Bây giờ vừa mới có chút khởi sắc đã chán ngồi lên đầu anh. Không có cửa đâu. Đang dai, hắn không dễ chọc vào đâu. Đừng vì một biển số xe mà trở mặt. Hơn nữa, bây giờ hắn đường đường là cảnh sát trưởng Tô Giới Pháp, chúng ta vốn không chọc vào được. Theo em thấy, cứ tặng biển số xe kia cho hắn đi. Chẳng phải anh muốn tìm một cơ hội để cảm ơn ơn cứu mạng của người ta sao? Dớ dẫn, anh hoàn toàn đã mắc bẫy của hắn. Em biết làm sao hắn được làm cảnh sát trưởng không? Hoàn toàn là mang vàng đi bôi chuột tên sát sun ở lãnh sự quán Pháp mới có được đấy. 40 nén vàng của chúng ta đã bị hắn lừa mất đi. Anh bị hắn lừa nhiều vàng như vậy từ lúc nào vậy? Em hồ đồ à? Em còn nhớ đám người ám sát kia không? Đó là đám người thanh bang đóng giả chơi trò đánh cướp giả với chúng ta, rồi lấy mất của chúng ta 40 nén vàng. Vậy mà chúng ta còn xem hắn là ân nhân cứu mạng. Trời ạ, ngốc thiệt. Liễu Đăng Giai, anh đúng là ngốc. Đăng Giai, không thể nói lung tung được. Anh nghe tin đồn về ở đâu vậy? Tin đồn cái gì? Chẳng có tin đồn nào cả. Anh đã tận mắt nhìn thấy người bắt anh. Đó chính là thuộc hạ của Đổng Phúc Bảo. Tên khốn này ngoài mặt trông hắn rất nho nhã. Không ngờ hắn lại bị ổn như vậy. Tên khốn họ Đổng này dám trêu đùa anh. Anh cùng hắn không đội trời chung. Đăng Giai, em thấy hay là thôi đi. Tên khốn họ Đổng này bây giờ thế lực rất lớn, chúng ta không thể đấu với hắn được. Chúng ta không chọc nổi đâu. Sau này chúng ta không qua lại với hắn là được rồi. Dớ dẫn. Vậy anh muốn thế nào? Anh muốn thế nào sao? Tên họ Đổng kia độc lang dạ sói, bỉ ổi, vô sĩ. Nếu anh không trả mối thù này thì không bằng bây giờ đi nhảy sông Hoàng Phố. Không bán nữa. Hôm qua ông chủ Đổng và tiên sinh và các người rõ ràng đã nói rồi. Bà Liễu, phiền bà bảo tiên sinh nghe điện thoại. Bà Liễu, sao vậy? Không bán nữa. Có chuyện gì thế? Nghe giọng bà Liễu rất cứng, xem ra vấn đề không nằm ở tiền. Vậy anh cho là vấn đề nằm ở đâu? Hôm qua ở cửa quán trà, tên này đột nhiên đổi ý là tôi đã biết có vấn đề. Tôi lại nghĩ rằng cũng chẳng có phải chuyện gì lớn. Biển số xe thôi bà, hơn nữa mua bán là tự do. Một người chịu bán, một người chịu mua. Nếu như hắn không muốn bán thì thôi. Được rồi, anh đó vừa đang ghi lại lo nghĩ nhiều. Kiếp, cười cái gì? Đừng cười nữa. Có gì để cười đâu? Có gì để cười? Đúng là đáng đời. Đăng Giai, trên xe. Đăng Giai, anh làm sao vậy? Sao cả người anh đều là máu? Đây không phải máu mà là sơn. Làm em sợ quá. Dì Dương, mau mang khăn lại đây. Vậy rốt cuộc anh làm sao vậy?
Có thể làm ra việc bị ổi này nhất định là đám lưu manh thanh bang. Mau đi, mau đi, chuẩn bị nước tắm cho thiếu gia. Đăng Giai, hay là anh cho hắn biển số xe kia đi. Em nói với anh rồi, chúng ta không chọc vào được đâu. Ai không chọc vào hắn được? Em bảo anh đi cúi đầu trước đồ thợ bay kia. Không thể nào, đừng hòng. Anh thử nghĩ xem, hôm qua hắn có thể đối xử với anh thế này, thì ngày mai không biết hắn còn giở trò gì. Mặc kệ hắn giở trò gì cũng được, anh sẽ đợi. Đừng tưởng có người Pháp chống lưng cho hắn thì ghê gớm. Bây giờ bến Thượng Hải, thiên hạ của người Nhật, anh có người Nhật chống lưng, còn sợ đám người kia sao? Đăng Giai, mau tắm sạch sẽ đi, để lâu không sạch được đâu. Quản gia, mau rửa sạch xe đi. Dạ. Đứng lại, đi xuống, làm gì thế? Các người là ai? Cứu mạng, mau lên, đừng làm tôi bị thương. Cứu mạng. Đăng Giai, đi bao, đi. Người đâu, mau lại đây, bà chủ ngất xỉu rồi. A Dân, bà chủ, em sao vậy? A Dân, tỉnh lại đi. Chuyện gì vậy? Tiên sinh, chuyện này không liên quan đến tôi. Bà chủ bảo tôi đưa đến Bách Quá Sinh Sơ Rê, nhưng chưa đi được bao lâu đã gặp mấy tên vô lại đánh cướp. Đánh cướp, đúng, trong tay họ có đao nữa. Bà chủ bị dọa ngất xỉu. A Dân, A Dân, bà chủ, tỉnh lại đi. Đăng Giai, Đăng Giai, A Dân, em cầu xin anh, đừng đóng với Động Phúc Bảo nữa. Anh bao cho hắn biển số xe kia đi. Em xin anh, cứ tiếp tục thế này chúng ta sẽ mất mạng. Được được, đừng sợ. Không sao thì tốt. Tên khốn này nhất định là hắn làm. Đăng Giai, anh nghĩ mà xem, nếu không phải là hắn thì còn có thể là ai? Chân trước anh vừa bị người ta hắt sơn, thì chân sau em đã bị đánh cướp. Em xin anh đấy, đừng đấu với hắn nữa. Đừng đấu với hắn nữa. Các người dì bà chủ về nghỉ ngơi đi. Được, bà chủ từ từ thôi, đi nghỉ ngơi trước. Từ từ thôi, đi nào. A Dân không sao chứ? Từ từ thôi. Từ từ thôi. Chuẩn bị xe. Thiếu gia, sơn trên xe còn chưa làm sạch, không tiện ra ngoài. Chưa làm sạch sơn, nhưng bánh xe thì lăn được chứ. Tiên sinh, anh không thể vào được, tránh ra. Thế nào, mấy người ra ngoài hết đi, ở đây không còn chuyện mấy người. Dạ, ông chủ. Đăng Giai, xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì mà nóng giận như vậy chứ? Cảnh sát trưởng Động, tôi đặc biệt đến báo án với cậu. Báo án? Báo án gì? Sáng nay tôi vừa ra ngoài, xe tôi đã vô duyên vô cớ bị hắt sơn. Chuyện này còn chưa đáng là gì. Tiếp đó, vợ tôi là bị một đám lưu manh đánh cướp. Tài sản trên người đều bị cướp sạch. Cậu là cảnh sát trưởng của tôi giới Pháp, chuyện này cậu cũng không thể không lo chứ. Đăng Giai, đừng nóng vội. Đào ngồi xuống từ từ nói. Không cần ngồi. Vậy cậu có ý gì? Tôi xảy ra chuyện lớn như vậy, cảnh sát trưởng Động phải lấy lại công bằng cho tôi. Chuyện này dễ thôi, cậu chỉ cần nói cho tôi biết, trước đây cậu từng có thù oán với ai, hay gần đây có kết thù với ai, tôi sẽ giúp cậu điều tra. Không phải chuyện này được giải quyết rồi sao? Tôi kết thù với ai? Vậy thì phải hỏi cậu rồi. Chắc hẳn trong lòng cậu rõ hơn tôi. Đăng Giai, cậu có ý gì thế? Cậu đừng giở trò này với tôi. Tôi nói cho cậu biết, Động Phúc Bảo, cậu đừng hiếp người quá đáng. Cậu phải nói cho rõ ràng, sao lại tôi hiếp người quá đáng? Không phải cậu muốn có biển số xe của tôi sao? Để lấy được biển số xe của tôi mà cậu bảo đám người kia làm ra mấy chuyện bị ổi này. Mấy trò đó của thanh bang, cậu lừa được trẻ con còn được. Muốn qua mắt tôi thì không có cửa đâu. Có giỏi thì làm tiếp đi, tôi đợi đấy. Tôi nói cho cậu biết, biển số xe này cậu đừng có mơ đến nữa. Cho dù ôm nó nằm trong quan tài thì tôi cũng sẽ không tặng cho kẻ súc sinh chẳng khác nào chó mèo.
là anh cho người hắt sơn lên xe của Liễu Đăng Giai sao? Hắt sơn, đúng vậy. Cậu ra tay đánh vợ người ta. Tôi nghĩ chắc chuyện này có hiểu lầm rồi. Sư huynh, giấy tôi mà anh còn giấu à? Cậu giấu giấu giếm giếm sao? Không sao, chuyện này là tôi cho người làm. Đồ lưu manh tên họ Liễu này, không biết tốt xấu, dám mạo phạm thanh danh chúng ta. Loại người như hắn phải dạy cho một bài học. Sư huynh, tên họ Liễu kia là một người dân bình thường, chúng ta là thanh bang. Dùng cách đối phó với người trong bang, đối phó với Liễu Đăng Giai, truyền ra ngoài sẽ bị người khác chê cười. Vậy biển số xe phải làm thế nào? Bỏ qua vậy sao? Nói thật, tôi nghĩ là sư phụ trước giờ làm việc khiêm tốn. Nếu thật sự anh lấy được biển số xe cho người thì người cũng chưa chắc đã thích. A Bảo, cậu không biết đấy thôi. Biển số xe Thượng Hải 002 của Liễu Đăng Giai không phải biển số xe bình thường. Dù là ở khu người qua hay tô giới thì đều được đi qua. Cậu nói biển số xe này gắn trên xe sư phụ thì phải có thể diện đến mức nào không? Vậy được rồi, nếu anh nghĩ như thế thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì, cứ làm vậy đi. Đi làm việc đi. Vậy tôi đi xuống trước. Watanabe tiên sinh, xin lỗi. Tôi đi làm chút việc để anh đợi lâu. Xin lỗi. Ông chủ Liễu không cần khách khí. Mau mau, đi rót tách trà cho ngài đây uống. Mau đi đi. Phải là loại ngon nhất đấy. Rõ. Đào, ngồi đi. Ông chủ Liễu, ngày mai lô hàng kia sẽ đến Thượng Hải. Xin anh lập tức chuẩn bị người và xe. Đúng 8 giờ tối mai, đến bến tàu Hoàng Phố nhận hàng, không thành vấn đề. Đây là danh sách hàng, anh xem đi. Được. Ông chủ Liễu, hàng còn chưa đến. Anh cũng chưa nghiệm hàng, bây giờ đã đưa tiền có phải là... Watanabe tiên sinh, anh cũng biết cha tôi và Takeshi tiên sinh rất tâm đầu ý hợp, vô cùng thân thiết. Với anh và Takeshi tiên sinh, tôi vô cùng yên tâm. Ông chủ Liễu tin tưởng Takeshi tiên sinh như vậy, tôi quay về nhất định sẽ nói tốt cho anh trước mặt của ngài ấy. Xin được cảm ơn ngài tiên sinh, cảm ơn. Watanabe tiên sinh, chào anh. Sao ông chủ Liễu không đến? Ông chủ đang dẫn người dọn kho bạc, nói là để ở kho bạc mới là an toàn nhất. Xếp hàng đi. Được. Từ từ thôi, nhẹ tay. Đâu, đỡ đi. Bên đây. Đâu, được rồi. Đặt đi, đặt đi. Tôi đặt tại, đặt không, mau mau mau. Có đặt không? Cậu đặt, mau mau. Tôi lại đặt, đặt đi, đặt đi. Đặt đại, đặt đại. Lại thua rồi, thắng rồi. Tay đỏ thật đó. Chơi lại đi. Đặt đi, bao đi. Đặt, bao lên. Mở, mở. Trung đội trưởng 2, hôm nay là ngày gì? Là ngày cả đoàn huấn luyện tác chiến đêm. Cả đoàn đều đang huấn luyện, mệt đến chết đi sống lại. Mà các người dám ở đây đánh bạc sao? Còn là người của lữ đoàn 84 không? Còn là binh sĩ Dương Đằng Giao tôi dẫn dắt không? Đám giải con này, hôm nay không xử các người thì không thể chỉnh đốn quân ngũ. Lữ tọa, lữ tọa à,
có gì nói mau. Dám hỏi lại. Rõ, trừng phạt nghiêm khắc. Đứng dậy, đi, mau lên. Nữ tòa, người đều ở đây. Mở ra, rõ. Đại ca, anh nhìn đi. Áp giải vào đi, rõ. Đi, đi, đi mau. Đúng là chán sống rồi. Các ngươi là ai? Chúng tôi là người của ngân hàng Kim Đại Lục. Nói to lên. Chúng tôi là người của ngân hàng Kim Đại Lục. Ngân hàng Kim Đại Lục. Ngân hàng chuyên kinh doanh tiền bạc. Từ khi nào các ngươi lại sống đổi sang vũ khí vậy? Quan ổn quá, trưởng quan. Chúng tôi buôn bán giải, chứ không phải là vũ khí. Vậy cậu nói tôi biết. Đây là cái gì? Lần đầu tiên tôi thấy giải trông như thế này. Chúng tôi cũng không biết gì sao. Trong giải là bọc thứ này. Nhất định có người hãm hại chúng tôi. Nếu không biết trong giải giấu vũ khí, thì sau khi bị đội tuần tra kiểm tra lại phải chạy. Nói, Chúng tôi này, này. Vậy mà lại dám buôn lậu vũ khí. Tôi thấy các người chán sống rồi. Nói, số vũ khí này từ đâu? Định chuyển cho ai? Tôi nói các người biết, nếu còn giả vờ công điếc với tôi, thì tôi sẽ cho các người biết sự lợi hại của quân pháp. Nghe thấy chưa? Khốn kiếp, cũng cứng đầu đấy. Xem ra các người cũng biết, buôn bán vũ khí không phải là trò đùa. Vậy thì tôi cũng nói cho các người biết, bắt được cả tang chứng lẫn vật chứng. Các người khai cũng chết, không khai cũng chết. Thế nhưng, nếu ai chủ động khai ra chủ mưu vụ mua bán này, có lẽ tôi sẽ vui vẻ, mà miễn cho tội chết. Để mặt mà không chịu, nhất định phải bắt tôi ra tay, thì các người mới biết là tôi làm gì. Ai là người tiếp theo?